Xin chào xin chào. Trong khi biết bao thanh niên phát cuồng trước vẻ ngoài xinh đẹp và bốc lửa của các nữ idol K-pop như là Blackpink, thì hình ảnh về phái nữ Triều Tiên lại là một thứ gì đó rất xa lạ đối với tất cả chúng ta. Dù vậy, không phải tất cả các cô gái Triều Tiên đều bị bó buộc trong khuôn khổ của những chiếc váy dài qua đầu gối cùng chiếc áo cổ lọ kín như bưng. Đúng vậy, chất xám chính là đang nhắc đến các nữ tiếp viên hàng không của Triều Tiên, những người gần như duy nhất ngoài tầng lớp lãnh đạo của đất nước này được phép ra khỏi Triều Tiên mà không bị ngăn cấm. Vậy công việc hàng ngày của họ ẩn chứa những bí mật lạ lùng nào mà chúng ta chưa được biết? Hãng hàng không của Triều Tiên có thể bay được đến những đâu và phục vụ hành khách của họ ra sao? Tất cả sẽ được lần lượt giải đáp trong video ngay sau đây. Đầu tiên chính là điều mà tôi tin 500 anh em đều đang thắc mắc hơn cả. Đó chính là chuyện ăn mặc của các nữ tiếp viên hàng không Triều Tiên sẽ ra sao phải không nào? Không dám để lỡ một giây phút nào của các ông nữa, chất xám xin được tiết lộ ngay đây. Với một đất nước được ví là xứ sở của các luật cấm như Triều Tiên thì chắc chắn trang phục dành cho các tiếp viên hàng không của họ cũng không thể nào phóng khoáng và sexy như nhiều quốc gia phát triển trên thế giới được. Theo chất xám tìm hiểu được thì trước đây, đồng phục của hãng Air Koryo mang màu đỏ chói và được may theo cỡ rất rộng so với số đo cơ thể của các nữ tiếp viên hàng không. Điều này khiến cho các cô gái mới đôi mươi trẻ trung phơi phới, nhưng cứ hễ khoác bộ đồng phục lên người là ngay lập tức trở nên già đau già đớn, như thể là mẹ xế hai con vậy. Thế nhưng ơn giời là kể từ cuối năm 2013, chính phủ Triều Tiên đã quay ngoắt 180 độ và thay đổi hoàn toàn cả về màu sắc lẫn kiểu dáng của bộ đồng phục này. Theo đó, các cô tiếp viên Triều Tiên xinh đẹp sẽ được diện lên mình bộ cánh màu xanh than nhã nhặn. Đáng nói hơn chính là độ dài của chiếc váy đã được điều chỉnh để cao trên đầu gối một chút và phần cổ áo cũng được khoét sâu hơn để lộ xương quai xanh gợi cảm. Dù khá là tương đồng với kiểu dáng đồng phục tiếp viên hàng không của nhiều nước trên thế giới, nhưng đối với Triều Tiên mà nói, đây thực sự là một cuộc cách mạng không chỉ về thẩm mỹ hay là thời trang mà còn là về tư tưởng lãnh đạo của chính phủ đã trở nên cởi mở hơn. Cha cha, nếu mà so về hình ảnh các tiếp viên hàng không của Hàn Quốc thì cũng không thua kém là bao đâu các ông ạ. Duy chỉ có điều, Triều Tiên vốn chuộng kiểu người đầy đặn một chút, trong khi đối với người Hàn Quốc mà nói, những cô gái mình dây mới là quyến rũ nhất. Thế còn 500 anh em thì sao nhỉ? Các ông thích hình ảnh nữ tiếp viên hàng không của bên nào hơn, Triều Tiên hay là Hàn Quốc đây? Nhớ để lại bình luận cho ý kiến bên dưới video này nhé. Bên cạnh các tiếp viên hàng không, chất lượng phục vụ của hãng hàng không cũng là điều khiến nhiều người quan tâm. Nếu vậy thì xin mời anh em cùng chất xám tìm hiểu về hãng hàng không Air Koryo, hãng hàng không quốc gia Triều Tiên được thành lập năm 1955 và cũng là công ty hàng không duy nhất của nước này. Tuy nhiên, nó lại chỉ được Skytrax đánh giá vỏn vẹn một sao về mặt chất lượng mà thôi. Dành cho những anh em nào chưa biết, thì Skytrax là một hãng tư vấn có trụ sở tại Vương quốc Anh. Ban đầu nó được biết đến với tên gọi In-Flight Research Service, có nghĩa là dịch vụ nghiên cứu trên chuyến bay, trong đó có một trang mạng chuyên xếp hạng các hãng hàng không và sân bay lớn nhất trên thế giới. Quay trở lại với Air Koryo, hãng hàng không quốc gia với tuổi đời gần 7 thập kỷ này, có trụ sở chính đặt tại quận Sunan, Bình Nhưỡng. Và mặc dù Triều Tiên vốn là một quốc gia không lấy gì làm cởi mở, nhưng mà Air Koryo vẫn có các đường bay quốc tế để đưa hành khách đến các quốc gia khác. Tuy nhiên, tổng số điểm đến mà hãng này khai thác chỉ chưa đến 10, trong đó Vietnam Airlines của Việt Nam chúng ta đã có đến 69 điểm đến trong nước lẫn quốc tế rồi. Tất nhiên, đây không phải là lý do duy nhất khiến cho Air Koryo bị chấm điểm thấp về mặt chất lượng. Được biết, hãng này hiện có khoảng 41 máy bay, bao gồm 37 máy bay chở khách và 4 máy bay chở hàng hóa. Thế nhưng phần lớn chúng đều được mua từ thời Liên Xô cũ và đến nay đã trở nên cổ lỗ sĩ lắm rồi. Vậy nên có thể nói, chính vì khả năng vận tải thấp và phạm vi hoạt động ngắn của những chiếc máy bay cũ kỹ này mà chất lượng của cả hãng hàng không cũng bị đánh giá thấp theo. Cơ mà biết đâu, bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất lại bất ngờ tiện nghi thì sao nhỉ? Có ông nào tò mò xem bên trong những chiếc máy bay của hãng hàng không hạng bét này trông sẽ như thế nào hay không? Và liệu chúng vẫn sử dụng tốt chứ? Câu trả lời là không phải tất cả máy bay của hãng Air Koryo đều trông ọp ẹp và cũ kỹ. Có những chiếc tuy được sản xuất từ tận năm 1960 nhưng đến nay vẫn được bảo trì sửa chữa cũng như tân trang thường xuyên để có được vẻ bóng bẩy bên ngoài. Dù vậy bên trong lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
ghế ngồi thường được bọc bằng vải lụa màu xanh hoặc xám có phần quê mùa và các nội thất trong khoang máy bay đều trông khá lỗi thời. Vẫn biết là chúng đều phải trong tình trạng còn sử dụng tốt thì máy bay mới có thể cất cánh. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những khoảnh khắc các ông thực sự phải lo lắng về những sự cố bất ngờ xảy đến đối với chiếc máy bay cũ kỹ mà mình đang ngồi bên trong đó. Thật lòng đấy. Hiện nay, trong số những chiếc máy bay mới nhất của hãng Air Koryo thì chỉ có 4 chiếc là được sản xuất vào năm 1990, bao gồm 2 chiếc Tupolev 204S và 2 chiếc Antonov 148S, thường được sử dụng cho những chuyến bay quốc tế đến Nga và Trung Quốc. Còn lại, đa phần máy bay đều có tuổi đời ngót nghét từ 50 đến 70 năm, vì vậy việc đòi hỏi chúng sở hữu nội thất tiện nghi và sang trọng như những máy bay hiện đại ngày nay là điều hoàn toàn bất khả thi. Thôi thì ghế ngồi có thể xấu một chút, lối đi có thể nhỏ một chút, nhưng tôi vẫn hy vọng các chương trình giải trí được cung cấp sẽ có thể hấp dẫn các hành khách trong suốt chuyến bay. Dù vậy, xem ra Air Koryo không thể đáp ứng yêu cầu này của chúng ta rồi. Đúng vậy, thay vì xem những bộ phim Hollywood hay là đọc những tờ tạp chí thời trang nổi tiếng, thì thứ mà các ông nhận được sẽ là những tờ thời báo Bình Nhưỡng. Mọi thứ xuất hiện trên màn hình giải trí của máy bay chỉ là màn trình diễn của Moran Bong, nhóm nhạc nữ đầu tiên của Triều Tiên, với các thành viên được lựa chọn bởi chính Kim Jong-un. Thì phòng cách ăn mặc của Moran Bong so với người dân Triều Tiên thì cũng hiện đại và tranh xả thật đấy. Thế nhưng các chiến hữu tuyệt đối đừng hy vọng họ có thể giống như Blackpink, aespa hay là Choi nếu không muốn bị vỡ mộng mà sốc ngất nhé. Bên cạnh các ca khúc ca ngợi đất nước Triều Tiên do Moran Bong thể hiện, anh em có thể xem lại những video quay lại các buổi biểu diễn âm nhạc cổ điển khác, thậm chí là các bài phát biểu của ông Kim Jong-un mà ai mới nghe lần đầu sẽ thấy nó khá là tẩy não và áp đặt đấy. Cơ mà đừng vì quá bức xúc mà vò nát tờ báo có hình ông Kim Jong-un, bởi vì các ông có thể bị tống cổ không thương tiếc khỏi máy bay cho hành động bị cho là thất kính này. Thế nên khuyên thật lòng anh em rằng nếu có cơ hội trải nghiệm Air Koryo mà không muốn xem những nội dung có phần nhàm chán này thì tốt nhất nên thủ theo một quả tai nghe chống ồn nữa nhé. Nãy giờ chúng ta đã bàn nhiều về cơ sở vật chất của hãng hàng không này rồi, chi bằng bây giờ hãy cùng chất xám tìm hiểu điều mà ai cũng tò mò mỗi khi bước chân lên máy bay, đó chính là đồ ăn và thức uống được phục vụ trên đó có ngon hay không nhé. Anh em ạ, dù là một đất nước không mấy cởi mở và rất ghét bị Âu hóa, tuy nhiên burger lại là món duy nhất được phục vụ cho khách phổ thông trên các chuyến bay của hãng Air Koryo. Bánh burger kẹp thịt này còn được gọi là Koryo Burger, và theo những gì chất xám thấy thì nó có lẽ chính là họ hàng gần với món bánh mì lạnh của Vietnam Airlines. Nguyên nhân là bởi toàn bộ chiếc bánh đều lạnh ngắt vì vừa lấy ra từ tủ lạnh là đã phục vụ khách hàng ngay. Phần nhân bên trong bánh là một lát thịt mỏng dính mà cũng không rõ là loại thịt gì, thêm một lát phô mát, vài lát bắp cải thái nhỏ hoặc là rau xà lách, ăn kèm với một loại nước sốt màu đỏ nâu, không lấy gì làm đặc sắc. Dĩ nhiên, với hạng thương gia thì Air Koryo cũng có phục vụ nhiều món ăn chất lượng hơn, bao gồm cả rượu và bia. Tuy nhiên, để nói rằng hương vị của chúng thực sự thơm ngon, thì xin lỗi, câu trả lời chắc chắn là không. Với tất cả những gì vừa tìm hiểu được, thì anh em đoán giá vé của Air Koryo sẽ là bao nhiêu đây? Nói các ông nghe, chúng ta sẽ phải bỏ ra ít nhất 135 đô la, tương đương khoảng 3 triệu đồng cho mỗi vé, chỉ để được phục vụ một chiếc burger lạnh lẽo như trên mà thôi. Dù vậy, được tận mắt ngắm nhìn các nữ tiếp viên Triều Tiên xinh đẹp ở cự ly gần thì không phải ai cũng có may mắn đó đâu à nha. Anh em nghĩ sao về các tiếp viên hàng không của Triều Tiên cũng như là dịch vụ trên các chuyến bay của hãng hàng không hạng best thế giới này? Comment ý kiến xuống bên dưới nhé. Đừng quên ủng hộ một subscribe cho Chất Xám để nhận được thông báo về những video thú vị nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!